Và Sơn xin chào bà con ha. Bây giờ chúng ta sử dụng cái nhiệt kế đo tráng của Myrolite dòng đời mới NC200 mà chúng ta không biết mở lo như thế nào hoặc tắt lo như thế nào. Ví dụ nhiều khi chúng ta muốn nghe cái tiếng bíp để biết là đã đo được hoặc là cảnh báo đó. Nhưng mà nhiều khi đo cho em bé đang trong phòng ngủ mà kêu bíp bíp, em bé sẽ giật mình, thì mình tắt mở thế nào? Rồi cả nhà xem vào đây nha. Đây, chúng ta sẽ nhìn vào cái màn hình. Khi mà máy đang tắt, mình sẽ bấm vào nút Start mở nguồn nha. Rồi, cả nhà thấy cái nút mod này không? Để giữ 3 giây nha. 1, 2, 3. Rồi, đến khi mà nó hiển thị cái lo lên, mình có thể bấm chọn mở, tắt, tắt, mở, tùy mình nha. Rồi, mình có thể để 3 giây nó tự thoát ra hoặc là mình bấm vào cái nút này. Là đó là xong, chúng ta đã tắt mở được cái lo, tắt hoặc mở cái lo cảnh báo trên cái nhiệt kế NC200. Rồi có gì thắc mắc cả nhà mình cứ gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha, hoặc là xem thêm các video về thiết bị y tế trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt.